tuổi này con dân quân xã. Đúng rồi. Vậy mình Và bây giờ mình đẩy người ta vào những cái zone cao, sợ người ta chấn thương, vậy là sợ người ta bỏ cuộc sớm. đúng rồi, đúng rồi. Thì ở đây đang là zone 2, là zone cũng tương đối á, đối với người tập có tập luyện rồi đó mới tập nổi zone này. Thì ví dụ đối với người cao tuổi hoặc là người có từng chấn thương thì mình nói họ tập bắt đầu ở zone 1 trước. Nếu họ chưa tập luyện Kaido hoặc là ít tập Kaido đó giờ đi, thì bây giờ mới bắt đầu hình thành cho họ cái thói quen tập luyện Kaido. Thì mình sẽ duy trì cái zone 1 này trong khoảng chừng có thể là 8 tuần đến 12 tuần. Và để coi họ thích nghi với cái zone 1 này như thế nào. Và cái quan trọng là mình phải thuyết phục và tư vấn cho họ hiểu là những cái lợi ích mà zone 1 vẫn có thể đem lại, chứ không phải tập zone 1 là quá dễ. Tập zone 1 cũng có những cái lợi ích về sức khỏe cho họ. Tại vì ví dụ như người người cao tuổi họ chỉ muốn gọi là bị cao huyết áp chẳng hạn, hoặc là họ bị tim mạch, hoặc là họ bị tiểu đường chẳng hạn. Họ không cần phải tập quá quá nặng để mà cải thiện vấn đề sức khỏe họ. Họ chỉ cần tập ở zone 1 là cũng đã cải thiện được sức sức khỏe tổng quát rồi. Và sau đó cái bên cạnh đó thì mình có tập luyện về mức tạ, về resistance. Thì khi cái hệ cơ bắp xương khớp họ mạnh lên thì lúc đó nó sẽ lại hỗ trợ cho họ tập luyện zone 2 tốt hơn, không bị chấn thương. Đó là cái lộ trình mình phải vạch ra được cho họ thấy, tại vì khách hàng họ không biết chuyện đó. Mình phải là người tư vấn cho họ những cái thứ đó. Ok. Được không? Mấy bạn có thắc mắc gì nữa Ok nhé. không? Ok. Thật sự đây là lý thuyết và thực tế nó rất là khác nhau. Cần một quá trình, mình làm trong lĩnh vực này khá lâu rồi nên cần một quá trình rất là lâu dài để mà thay đổi cái mindset của khách hàng. Tại vì khách hàng ai cũng muốn có kết quả nhanh và hiệu quả và ít thời gian nhất, ít tốn kém nhất. Nhưng đôi khi nhanh đó lại chưa hẳn là tốt, nên tùy cách mình thuyết phục họ và mình phải tư vấn được cho nó hợp lý và có dẫn chứng cho họ thấy như vậy thì hy vọng là sẽ thuyết phục được họ. Còn nếu mà họ vẫn muốn có thể tập nặng hơn thì có thể chen thêm một buổi zone 2 trong một tuần để cho họ có cảm giác họ chinh phục chẳng hạn vậy. Thì mình phải tự linh động. Đó là cái một bên mặt trái của vấn đề khi mà giữa thực tế với lý thuyết nó khác xa nhau. Rồi, đó là zone 2. Và zone 3. Zone 3. Zone 1. 85%. Từ từ để mình theo theo cái cấu trúc này. Zone 1 ở đây, zone 2. Zone 2. Để không. Nếu ở đây người ta có lưu ý một số thứ đây. Nếu như khách hàng không thể duy trì được cái zone 2 này ở trong vòng 1 phút, tức là cái nhịp tim ở trong zone 2 1 phút đó, thì mình phải đưa cho họ, gọi là giảm xuống cho họ ở mức 85%. Nói sao ta? Ví dụ 85% của họ đang 76. À, ví dụ mình đang nghĩ cái nhịp tim của họ là trong ngưỡng 76 đến 85. 76 đến 85 tức là không có dùng quá nhiều sức, đúng không? Không có dùng quá nhiều sức. Ví dụ 76 hoặc là 80 đi, 76 80 thì tức là mình nghĩ là khách hàng có thể chịu đựng được, tại mình đã tính toán dựa trên cái này rồi. Thì mình nghĩ là họ có thể chịu đựng được, nhưng kết quả là họ lại không duy trì được cái nhịp tim của họ trong cái ngưỡng 76 đến 80% này mà nó lại tăng lên. Thì mình sẽ đưa nhịp tim đó ở mức cao nhất của họ là 85%. Và sau quá trình tập luyện, khi nào họ đưa được cái mức 85% này xuống lại cái mức ngưỡng 76% là đạt được cái mức gọi là đối với họ dễ dàng hơn á, thì lúc đó mình mới có thể chuyển qua cái zone khác. Rồi ví dụ ở đây, nếu nhịp tim của khách hàng là 150 nhịp một phút
ở ngưỡng trăm, ở ngưỡng 85, 150 ở ngưỡng 85%, và khách hàng chỉ có thể tập luyện được 145 là ít hơn 5 nhịp. 85% ở đây. Trong suốt 1 phút mà mình push họ, 1 phút này nè, cái 1 phút mình push họ đây nè, là mình đang muốn họ đạt được 150 nhịp 1 phút ở đây. Nhưng họ chỉ đạt được 145 thôi. Thì lúc này nhịp tim tối đa của họ đang là 145, thì mình sẽ cho họ cái nhịp tim 145 này chính là 85% luôn. Hiểu chỗ này không mọi người? Ok không? Ok. Đấy. Tức là mình đưa ra một cái hơi bị cao quá so với khả năng của họ, thì mình sẽ lấy cái khả năng của họ làm cái mức trần luôn. Rồi. Và từ đó tính ra 9% giảm đi đó. 9% giảm đi đó thì 9% của 85 trừ đi 9% thì là 76%. 76% thì nên nhân ra 76% là 132 nhịp. 132 nhịp thì lúc này mình có một cái mức mới, là cái mức thấp nhất của họ là 132 và mức cao nhất của họ là 145 nhịp. Đó, thì mình sẽ giữ cho họ trong cái ngưỡng này để đúng cái mức tập luyện của họ. Rồi. Đây, còn trong trường hợp ngược lại, nếu khách hàng đạt được ngưỡng zone 2 này và thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ từ từ tăng dần cái nhịp tim mục tiêu lên. Ví dụ nãy là 150, họ đạt được 150 dễ dàng và họ duy trì được nó, thì có thể trong buổi đó hoặc buổi tiếp theo mình sẽ tăng dần lên 155, 153 chẳng hạn, để mình theo dõi và mình giúp họ tăng dần cái khả năng đạt được mục tiêu của họ. Rồi. Nếu khách hàng đạt được ngưỡng nhịp tim đó và vẫn có thể duy trì trở lại nhịp cái zone 1. Nếu trở kiểu như là nhịp tim của họ tăng lên xong giảm xuống, tăng lên giảm xuống đúng theo những cái zone này trong lúc tập luyện, thì lúc này mình có thể tăng thời gian. Ở nãy mình có thể nói là tăng cái tỷ lệ thời gian đó, ví dụ như là một tập ba nghỉ thì bây giờ đổi thành hai tập hai nghỉ, hoặc là ba tập một nghỉ đó. Thì đến bước cuối cùng này là tăng độ khó lên bằng cách tăng thời gian tập luyện lên. Đó là ở stage thứ hai. Thì ở cái stage thứ hai này á, mình sẽ thường cho tập tối đa là 3 lần một tuần, 3 ngày một tuần. Rồi. Và 3 lần à không, 3 lần một tuần nhưng mà chỉ có một lần là tập stage 2 thôi. 3 lần một tuần nhưng mà mình sẽ bắt đầu bằng stage 1 vào thứ hai, stage 2 thứ 4 và quay ngược lại stage 1 vào thứ 6. Tức là tăng giảm chứ mình không làm liên tục 3 buổi cường độ cao hết. Work rest ratio. Rồi, tiếp theo là stage thứ 3. Ở stage thứ 3 thì yêu cầu người tập luyện đã đạt được ngưỡng zone 1 và zone 2. Thì lúc này họ sẽ từ từ bước lên stage thứ 3, tập luôn ngưỡng zone 3, zone cuối. Thì ở zone cuối này sẽ dùng cái hình để minh họa. Mình sẽ khởi động 10 phút xong sau đó tập luyện ở zone 2. Ví dụ ở đây là 76%, thì ví dụ ở đây là mình sẽ tập 80% ở cái phút đầu tiên thứ nhất này, sau đó mình tăng lên 85%, nhưng nó vẫn ở zone 2. Và lúc cuối cùng họ sẽ bùng nổ trong vòng 1 phút từ ngưỡng 86 đến 95%. Bùng nổ xong lại hạ nhịp tim xuống, hạ nhịp tim xuống lại 85%, xong sau đó lại tăng lên nữa. Đó, tăng giảm. Thì hết một cái cycle này, mình có thể tùy theo cái khả năng chịu đựng của khách hàng thì có thể có nhiều cycle trong một buổi tập.
và cuối buổi sẽ cool down. Hoặc là ở thời gian đầu có thể hết được cái phần cường độ cao tăng thứ hai này, lên zone 3 lần thứ hai, bắt đầu giảm xuống cho họ đi cường độ zone 1 rồi bắt đầu tăng lại dòng đầu tiên. Đó, sẽ phân bổ cái quá trình tập cho nó phù hợp. Đợi mình xíu mình sạc pin. Ok, tiếp tục. Rồi. Ở zone 3. Các bước từ 1 đến 8 này là đang mô tả lại các bước tập, ví dụ khởi động bao lâu, tập zone 2 hai lần, mỗi lần 1 phút như thế nào đó. Ở đây các bạn có thể coi trong sách lại ha. Và cũng tương tự, nếu như họ không đạt được ngưỡng ở zone 3 thì lúc này mình sẽ phải giảm họ lại zone 2 để cho thích nghi lại, với kiểu họ chưa sẵn sàng, cơ thể họ chưa sẵn sàng thì bắt buộc phải quay ngược lại, rồi từ từ tăng dần sau. Rồi ở dưới này là những cái bảng mà chia lịch tập theo tháng cho từng stage 1, stage 2 gì đó. Thì ở đây ví dụ bảng đầu tiên này stage 1, stage 2. Thứ hai tập stage 1. Thứ tư stage 2, quay lại stage 1. 1, 2, 1, rồi tới 2, 1, rồi cách cứ 1, 2, 1. Rồi dưới này 1, 2, 3 cũng tăng giảm, chứ mình sẽ không có để cường độ tăng quá cao trong các buổi tập. Tăng giảm rồi quay lại. Đây là kiểu pyramid tăng cao rồi xuống thấp dần. Rồi sẽ thấp dần xong sẽ có một buổi cao rồi lại thấp dần. Rồi đây là ba cái stage trong tập luyện cardio. Các bạn có thắc mắc gì không? Duyên có thắc mắc gì không? Duyên đang hơi lùng bùng rồi đó. Hơi lùng bùng. Ly có thắc mắc gì không Ly? Em thì thấy thắc mắc ở một điểm, đấy là kiểu mình sẽ khó xác định trong cái việc là ví dụ như kiểu ngưỡng ở stage 1 hay stage 2, stage 3 ấy ạ. Đúng rồi. Khi mà lúc mà mình mới đọc cái cuốn sách này, mình cũng có một cái cảm giác giống vậy á. Nó là kiểu, ủa làm sao mà có thể kiểm soát được trong từng cái ngưỡng, từng cái zone như vậy cho nó chính xác. Thì với lại bên cạnh đó là việc mình ít tập cardio nữa. Mình chủ yếu là tập sức mạnh nhiều với tập cơ bắp, nên không có kinh nghiệm về tập cardio nhiều. Nhưng mà theo mình làm việc với anh sếp mà đang chạy bộ đó, thì họ có thể quản lý được cái việc này bằng việc coi đồng hồ thông minh liên tục trong lúc họ chạy, để họ quản lý được nhịp tim. Và khi họ tập luyện với tim mạch như đều đặn đó, họ sẽ hiểu về cái này sâu hơn. Thật sự nếu như mình không tập luyện, dùng những kiến thức này mình tập luyện á, mình nói nó rất là khô và rất là chán. Còn nếu mà đúng là những người chạy bộ, họ sẽ rất là hiểu về cái này, về cardio. Đó, thì nếu được các bạn thử áp dụng tập chạy chẳng hạn. Ví dụ bữa sau Ly chạy Hồ Tây, thử lấy đồng hồ ra đấm, bấm đo thử chạy, xem nó có khác không. Thật sự khi mình chạy và mình quản lý nhịp tim mình trong cái ngưỡng đó, nó sẽ khó hơn việc mình chạy. Chạy mệt thì chạy chậm, còn khỏe thấy vui chạy nhanh. Việc chạy mà đáp ứng theo kiểu cơ thể mình thích sao chạy kiểu đó, nó sẽ rất là dễ. Nhưng chạy theo từng zone, có một mục tiêu cụ thể theo zone, nó sẽ rất là khác. Hôm nào thử, rồi gửi feedback xem thử. Ok. Dạ, anh.
Rồi, tiếp theo một trong những hình thức tập Kaido đó là circuit training. Circuit training. Circuit training là mô hình ở chỗ là mình đang làm kiểu này. Là tập luyện theo vòng, xoay vòng. Là việc kết hợp giữa tập luyện với dụng cụ hoặc là body weight nhưng vẫn duy trì được nhịp nhiệt độ cao, cường độ cao giúp cải thiện tim mạch. Circuit training có kết hợp cả tập luyện strength training trong đó. Đây. Một bài tập sẽ liên tục bằng những bài tập tiếp theo với thời gian nghỉ thấp, minimal rest. Đây. Thì cái bảng ví dụ cũng có thể là một bài tập circuit training mà tùy theo cường độ của nó sẽ chia ra làm nhiều mức như stabilize. Stabilize là những bài giữ thăng bằng rồi những bài mà cường độ chậm, tốc độ chậm đó. Ở đây là tên bài tập thì chúng ta có thể copy tên để lên trên Google xem nó dễ hơn. Đó, thì cơ bản cấu trúc là sao? Là bài 1 xong tới bài 2, bài 3. Giữa những bài này có thể tập khoảng chừng 20 đến 30 thậm chí là 45 giây. Xong mình chuyển bài khác, trong thời gian chuyển đó là khoảng 10 đến 15 giây rồi tiếp tục chuyển bài khác, liên tục như vậy. Xong sau đó mình mới nghỉ, ví dụ 1 phút xong lại tiếp tục circuit thứ hai, dòng thứ hai. Rồi nghỉ 1 phút rồi dòng thứ ba. Ví dụ là tập luyện đây thì người ta gọi là circuit training. Thì bên chỗ làm mình nói một chút về chỗ làm thì nó cái lợi ích của việc tập này là gì? Là mình có thể đạt được nhiều cái benefit lợi ích cùng một lúc, kể cả sức mạnh, tốc độ, về cardio, về độ linh hoạt, tùy thuộc vào số lượng bài tập mình chọn lựa. Và thứ hai á, là có thể tận dụng được dụng cụ cho nhiều người tập cùng một lúc. Ví dụ ở đây mình sẽ gọi là ở đây có 6 trạm chẳng hạn. Thì ở mỗi trạm như vậy mình sẽ có thể chứa được 2 đến 3 người tập. Thì ở đây ví dụ 2 người tập đi. Thì 6 trạm mình đã có 12 người tập. 12 người tập luyện cùng lúc với nhau. Và cứ mỗi lần hết một vòng, khi người ở trạm 1 qua trạm 2 thì cùng lúc đó người ở trạm 6 quay lại trạm 1. Thì trong cùng một khoảng thời gian nhiều người tập cùng lúc với nhau. Thì trong vòng 6 phút này 12 người đó đều trải qua được hết 6 bài tập này. Đó là mô hình bên chỗ mình đang làm. Cái này chắc là khá giống kiểu Duyên đang tập đúng không? Circuit training nè. Đúng không? Rồi. À, đó. Circuit training. Rồi, một số nghiên cứu, rất là nhiều nghiên cứu nói so sánh lợi ích của việc tập circuit training. Circuit weight training, tức là có kết hợp tạ so với các kiểu tập truyền thống khác như là tập trên máy đi bộ hoặc là trực tiếp đi bộ nhanh, đạp xe đó, là nó có lợi ích tương tự hoặc là thậm chí là tốt hơn, như việc là giải phóng năng lượng nhiều hơn, cải thiện sức mạnh, cải thiện được thể chất. Và ở đây đó là những cái chính. Và ở đây nữa nè, cái nữa là tăng được cái epoch, tăng được chỉ số epoch. Epoch hôm trước mình có nói rồi đó. Epoch là cái đốt năng lượng sau khi mình tập. Epoch effect. Đây. Tập cái circuit training thật sự nó là một cái cường độ cao. Nó sẽ giúp cho cái epoch này, cái ngưỡng epoch này kéo dài hơn, kéo dài xuống đây. Kéo dài hơn trong quá trình tập. Thì kéo dài hơn thì đốt chất béo nhiều hơn, đốt năng lượng nhiều hơn, cơ thể mạnh hơn. Rồi. Vậy một ví dụ cho một trường hợp một chương trình tập circuit training thì sẽ có ví dụ cho khách hàng ở stabilization level thì khởi động 10 phút, xong rồi cardio 10 phút, 5-10 phút gì đó, xong rồi vô tập circuit training trong vòng 20 phút. Rồi tiếp tục lại quay lại cardio nhẹ trong vòng 10 phút và cool down 10 phút. Thì ở đây mình thấy 40, 60. Đây là hết 1 tiếng tập luyện. Đây là những cái mẫu tập luyện mình có thể áp dụng thử trong quá trình mình tập đối với từng level khách hàng hoặc là từng level tập luyện khác nhau. Đó thì có thời gian cụ thể. Các bạn cứ áp dụng tập thử. Rồi. Ở strength level thì quá trình warm up và cool down
có thể được chia tùy theo khách hàng, dựa vào khách hàng. Làm sao để phù hợp nhất? Và nó sẽ tùy, giống như là tùy thuộc vào đối tượng khách hàng mà mình sẽ warm up và cool down nhiều hoặc ít hơn, mà tăng cái thời gian tập circuit training dài hơn để cho tối ưu được cái quá trình tập luyện. Và advanced cũng vậy, advanced cũng tương tự với cái phần 2. Rồi cái cuối cùng mình tìm hiểu về cardio, đó là cái posture, cái tư thế của mình ảnh hưởng gì so đến cái việc tập luyện cardio. Thì bởi vì cardio nó liên quan đến chuyển động thì nó vẫn phải theo những nguyên tắc về chuyển động, về ví dụ như là chuỗi kinetic chain phải giữ thẳng để giữ được technique cũng như form, cũng như là cái việc cải thiện độ linh hoạt cơ thể, và tập luyện resistance là tập luyện kháng lực. Tức là cardio nó cũng liên quan đến chuỗi cơ thể và liên quan đến cả tập luyện độ linh hoạt, cũng liên quan đến cả tập luyện sức mạnh, tập tạ. Đó, nói nôm na là tập tạ, chứ nó không phải cứ tập cardio là chỉ suốt ngày chỉ tập cardio, chỉ chạy 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 thôi, thì cái đó nó sẽ không tối ưu được, mà thậm chí nó còn có thể gây sai lệch tư thế. Vậy nếu mà sai lệch tư thế nó sẽ ảnh hưởng gì đối với người tập cardio? Rồi ví dụ như trường hợp đầu tiên là, đây là trường hợp gì? Trường hợp vai bị xoay về phía trước và đầu bị đưa về phía trước, hay còn gọi là upper rod syndrome. Upper rod syndrome này đến từ cái việc gì? Duyên còn nhớ không? Tại sao bị upper rod syndrome? Bấm điện thoại. Bấm điện thoại. Do cuộc sống hiện đại. Ok. Do cuộc sống hiện đại, do bấm điện thoại, do ngồi máy tính, ngồi văn phòng nhiều. Đó, làm cho xu hướng mình bị gù về trước, đưa cái đầu về trước. Thì nó sẽ tác động lên cái chuỗi kinetic chain của mình và ảnh hưởng đến quá trình mình tập. Đây, ở đây người ta nói là mình có thể đánh giá được tư thế của họ dựa trên cái quá trình họ đang tập, quá trình họ đang tập cardio luôn. Ví dụ họ đi bộ hoặc là họ đạp xe, mà là mình có thể thấy được luôn là họ đang có xu hướng cong vai về trước hoặc là mình bị đưa đầu về trước. Thực tế là cái đó là mình đang đánh, là trong lúc mình đánh giá cái static posture, họ đứng yên thôi mình đã thấy được cái vấn đề đó rồi. Họ đứng yên thôi mình đã thấy được cái vấn đề đó. Thì lúc họ đi, lúc họ tập luyện cardio đi thì cái cổ họ vẫn đưa về trước, vai vẫn đưa về trước. Đó là những cái dấu hiệu bị mất cân bằng tư thế. Rồi bên cạnh đó thì có lower rod syndrome. Thứ hai là lower rod syndrome. Ở đây corrected. Ở đây nhấn mạnh về cái việc giải phóng được cái cơ hip flexor trong để tập luyện cardio. Rồi nhìn chung hai cái vấn đề trên đó, là mình sẽ sử dụng cardio. Hai cái này tương tác qua lại là dùng cardio để đánh giá tư thế, hoặc là tư thế nó cũng có ảnh hưởng qua cái việc tập luyện cardio bằng việc đi bộ hoặc là việc đạp xe. Mình có thể thấy được hai cái việc đó bằng việc họ có bị ưỡn lưng hay không, hay là bị vai có bị xoay về trước hay không, hoặc đầu có bị đưa về trước hay không. Rồi bên cạnh đó, cái việc chạy bộ mà bị bàn chân bẹt, tức là đầu gối xoay vào trong, thì từ những cái sai trên tư thế của mình sẽ dẫn đến những cái đau, những cái dấu hiệu đau thể hiện trên cơ thể, như là khi chạy bộ sẽ dễ bị chạy bộ mà bị sai là tư thế mà mình tiếp tục chạy á, nó sẽ bị đau cái IT band với là cái TFL, hoặc là đau ngay đầu gối. Cơ bản là không chạy là đã bị rồi, thì chạy thì nó sẽ càng sớm thể hiện cái điều đó ra thôi. IT band với TFL
với IT band là nó nằm ở đây, nó chạy dọc đây, dài xuống. Thì khi bị mất cân bằng bằng việc bàn chân bẹt, bằng cái việc bị bàn chân bẹt hoặc đầu gối chụm vào trong á, thì cái sợi cơ này á, sợi dây chằng này bị căng quá mức thì nó sẽ bị đau. Bị đau và nó báo tín hiệu lên đau ở ngay khớp nè, khớp gối hoặc là khớp hông. Đó là hai cái điểm lưu ý. Ví dụ mình đang chạy hoặc khách hàng mình đang chạy mà họ nói họ bị đau gối hoặc bị đau ở vùng lưng dưới hoặc là bị ngay phần hông, thì mình sẽ phải đánh giá lại xem là họ có đang được, đang đúng tư thế hay không. Hoặc có trường hợp nữa là do cái giày chạy của họ, một số giày chạy không hiểu thiết kế như thế nào mà nó lại bị xoay cái bàn chân vào trong, làm cho lúc mình đánh giá họ đứng chân không á, thì mình đánh giá họ không bị gì hết, nhưng lúc họ chạy họ lại bị. Đó cũng là một cái yếu tố ảnh hưởng đến tư thế. Thì tất cả mọi thứ nó đều liên kết thông tin qua lại với nhau để mình có cái thông tin đánh giá. Okay. Rồi, đó là toàn bộ về cardio, toàn bộ về cardio của hôm nay. Thì trong cái bảng, trong cái lịch tập mẫu của NSM á, thì nó nằm cũng ở trong phần warm up và có thể nằm ở trong phần cool down nữa này, dưới này, warm up và cool down. Hôm trước mình học về flexibility, SMR, rồi đến static stretch các thứ, rồi đến cardio là đều nằm ở trong warm up ở phase đầu tiên. Ok. Các bạn có thắc mắc gì không? Đó là bài cardio. Bài này cũng dễ hiểu nhưng mà khó áp dụng. Đồng ý không? Chuẩn anh ạ, à, bởi vì không phải ai cũng đo được nhịp tim các thứ. Đúng rồi. Không phải ai có đồng hồ. Đúng rồi. Với lại đồng hồ đôi khi cũng để tương đối mình xem thôi, chứ không chắc là nó có chính xác không. Nên mấy bữa nay đang bị đau đầu làm cái lịch tập chạy bộ cho sếp khá là nhức đầu, tại vì mình không thể kiểm soát được cái bên trong, cái tim mạch này kia mình rất là khó kiểm soát. Với lại mình cũng chưa có kinh nghiệm về chạy bộ nhiều nên cũng khá là khó. Thì bài cardio là như thế thôi. À, cái video cuối này mình quên record rồi. Bạn nào nghe được thì nghe, còn không được thì đành chịu. Có gì giải thích sau. Ok, hôm sau mình sẽ qua bài số 9, core training. Bài này cũng quan trọng, khá hấp dẫn. Ok, hẹn gặp các bạn tuần sau. Chào mọi người, bye bye. Chào anh ạ. Bye bye. Bye bye. Hmm.